Dạ vâng, con xin kính chào tất cả cô chú anh chị cùng quý vị đang xem trên kênh Hương Gừng Vlog. Và con xin chúc cho cô chú anh chị cùng toàn thể quý vị thật nhiều sức khỏe, thân tâm vạn lạc. Cả nhà ơi, hôm nay là buổi sáng của ngày 5 tháng 10 năm 2024. Con có nội dung thông tin mà cực kỳ vui, con muốn chia sẻ đến quý anh chị mình. Thông tin này nói về tu viện Minh Đạo cũng như là sư Minh Đạo cùng với một người đệ tử của thầy, đó là sư Minh Định. Thì theo con được biết là sư Minh Định là người đệ tử mà trong hai người đệ tử mà được sư Minh Đạo yêu quý nhất và đặt trọn niềm tin. Trong khi mà cái thời gian vừa qua thì tu viện Minh Đạo đã xảy ra một số sự cố mà ngoài ý muốn và ngoài sự mong muốn của các Phật tử cũng như là sư Minh Đạo cùng với là các em nhỏ. Thì ngày hôm nay thì con có thông tin là sư Minh Định đã về Việt Nam cũng như là ngài tiếp đón những cái vị sư từ nước ngoài về. Và điều đặc biệt ở đây hôm nay con muốn chia sẻ với anh chị mình là có thể sư Minh Định sẽ tiếp đón và tiếp nhận tu viện Minh Đạo thay cho sư Minh Đạo. Và có anh chị biết thì sư Minh Đạo đã chia sẻ rằng lúc mà ngài biết hơn 10 năm trước đó, ngài đã biết ngài đã bị bệnh tiểu đường đó, và ngài cũng muốn là đặt niềm tin vào sư Minh Định cũng như là truyền lại cái tu viện Minh Đạo cho sư Minh Định để mà sư Minh Định tiếp quản cũng như là tiếp nối ước mơ cũng như là hoài bão của sư Minh Đạo. Thì ngày hôm nay thì qua cái sự chia sẻ của cô Hai, một người mà rất là gần gũi và một người rất là yêu thương sư Minh Đạo, rất là yêu mến sư Minh Đạo, thì cũng như là yêu mến những đứa trẻ trong tu viện Minh Đạo đó cả nhà. Thì con mời các anh chị mình vào xem một đoạn video mà cô đã chia sẻ với con và chúng ta cùng tìm hiểu sâu sắc hơn nha. Mời các anh chị mình vào xem ạ. Nhiều cái clip lên chưa thấy thầy Minh Định ha. Thầy Minh Định á, con cũng thấy vậy đó cô Hai. Sao có chưa một, thấy thầy ra cái, hay là ăn cơm chung đồ chưa thấy ha. Dạ, có một điều lạ như vậy nè. Con thấy thầy Minh Đạo của mình á, thầy rất là hay chia sẻ. Thân thiện nữa. Rồi đón tiếp mọi người và không có ngại xuất hiện trước ống kính. Nhưng mà thầy Minh Định của mình á lại ngược lại, mình chỉ biết được thông tin của thầy Minh Định hoặc là cái sự giỏi giang của thầy Minh Định thông qua là thầy Minh Đạo kể không à. Hay là cô nghĩ chắc thầy về Việt Nam á là có mấy sư phụ của cái gì ở bên nước ngoài ấy theo đi về đây á, chắc thầy bận rộn chắc tiếp xúc hai cái sư phụ đó đó. Con nghĩ chắc là có Phật sự liên quan tới những vị sư phụ mà ở bên nước bạn qua. Chắc là cũng phải là dẫn tới ở những nơi mà làm chánh sự thì kia đó. Chắc để đi tham quan đồ này nọ ha. Nên ít thấy, không thấy. Đi tham quan mà người nước ngoài nữa, phải có người phiên dịch. Chắc là thầy Minh Định là hiểu tiếng, hiểu ý của các thầy bên kia đó. Để dẫn đi cho đúng ý cùng. Thầy cứ nói 10 năm trước thầy đã kêu thầy Minh Định về để thầy giao chùa lại cho thầy Minh Định coi. Tại vì bây giờ thầy đã bệnh rồi. Thầy cứ nhắc đi nhắc lại, thầy thương quá đó. Thầy nói nhưng mà thầy Minh Định á cứ kêu là cho con học thêm một chút nữa thôi. Thầy nói thương quá nên thôi con cứ học đi. Vậy mà nó kéo dài 10 năm. Trời ơi. 10 năm trước rồi bây giờ kéo dài tới 10 năm sau. Nhiều khi nghĩ lại cũng tức cười lắm. Nếu như mà không có cái sự biến chuyển trong cái đợt công chuyện lớn vậy mà mọi người cũng có vẻ là khó có thể là biết tới tu viện Minh Đạo là hay tới giường này. Mà cái phạm vi gọi là ai cũng biết, có tới nước ngoài người ta cũng biết luôn. Còn thầy Minh Định đó thì cũng nhờ cái sự việc đằng này mà coi như là phải kéo về. Rồi cái lúc cuộc lại giờ là vô Phật sự làm chuẩn bị là có thể là làm chủ trì của tu viện Minh Đạo luôn nữa. Theo như thầy Minh Đạo kể á, những cái quá trình của thầy Minh Định mà du học rồi học ở trong nước mình rồi này kia đó, thì cô nghĩ chắc giáo hội sẽ chấp nhận thầy Minh Định làm trụ trì chùa tu viện Minh Đạo. Dạ, tại thầy Minh Định tu và học theo rất là chánh pháp, chánh đạo, con đường giống như là của giáo hội Phật giáo chính quy luôn. Nên con nghĩ cái điều đó cũng đúng theo luật lệ quy tắc của nhà Phật hả cô? Với lại thầy Minh Định hình như có cái căn từ nhỏ rồi.
Dạ. Có cái căn tu từ nhỏ rồi chắc thế nào cũng thành danh. Dạ. Con nghĩ cái việc thành danh á hình như không có quan trọng đối với thầy Minh Định, theo con cảm nhận là vậy đó. Mà thầy Minh Định lại muốn là giống như là hiểu rõ, thật là rõ Phật Pháp, để mà sau này thí dụ như có đi hoằng pháp hoặc là có làm những gì liên quan tới Phật học á, thì thầy Minh Định có một cái vốn kiến thức vững vàng để mà có thể làm trụ trì nè, hoặc là đi giảng về các kiến thức Phật học á, thầy Minh Định con nghĩ chắc sẽ là rất là vững vàng. Đúng rồi, chắc vững lắm á. Cô cũng thấy vậy đó, tại vì người học giỏi quá chừng mà thông minh từ nhỏ mà. Nên chắc đạt được nhiều thành tích tốt đó. Dạ, có những cái cảnh giới mà cô với con nhiều khi nói hoài cũng không cô ơi, mà thầy Minh Định hình như khác với thầy Minh Đạo ở chỗ vậy nè. Thầy Minh Định nó rất là kính tiếng. Giống như là thầy Minh Định mình biết là ở tu viện Minh Đạo rồi, nhưng mà để mà xuất hiện trước ống kính đồ gì, hình như thầy Minh Định có cái ý là luôn luôn là muốn né, không có không phải đâu hiện. Cô nghĩ chắc tại tuổi trẻ nên thầy còn hơi mắc cỡ. Mới có 37 tuổi mà. Nên còn hơi mắc cỡ thì thôi. Có khi từ nào tới giờ vẫn là trong môi trường Phật học là chính, chứ chưa có nhận một cái nhiệm vụ giống như là thầy Minh Đạo nhà mình phải tiếp xúc với lại Phật tử rất là nhiều luôn. Nên hai cái đó hình như là nó khác nhau nhiều lắm. Khác chứ, trời ơi. Thầy thì giao du với Phật tử, tiếp xúc với nhiều người, quen nhau cả 20 năm. Có người mười mấy năm, có người 20 năm, có người mới, tùm lum hết luôn. Còn thầy Minh Định thì nói giống như là mình nói là chưa có ra mặt mà tiếp xúc với Phật tử. Nên thầy còn rất là e dè. Dạ vâng, cả nhà vừa nghe một đoạn chia sẻ của cô hai, một người mà có thể gọi là rất là yêu mến sư Minh Đạo. Thì qua chia sẻ của cô đó, của anh chị, một người cô mà đã nói ra những việc mà sư Minh Đạo cũng đã tâm sự rằng, thì hơn 10 năm trước á, là cái niềm hy vọng và cái sự là ấp ủ ước mơ của thầy muốn truyền lại cho cái tu viện Minh Đạo là cho sư Minh Định, và người tiếp bước mà đi theo sư, đi theo cái bước đường của tu viện Minh Đạo cũng như sư Minh Đạo đó chính là sư Minh Định. Thì ngày hôm nay thì qua lời chia sẻ của cô thì rất là vui khi mà các em có thể quay lại tu viện Minh Đạo nếu sư Minh Định sẽ tiếp quản tu viện Minh Đạo cùng với Phật tử trong và ngoài nước cả nhà. Thì có bác anh chị biết thì sư Minh Định là một người có học thức, học vấn rất là cao. Và ngài thì lúc mà sư Minh Đạo đã ngỏ ý là muốn là sư Minh Định tiếp quản tu viện Minh Đạo đó, thay cho ngài khi mà ngài đã biết mà ngài mình bị bệnh tiểu đường đó, thì sư Minh Định thì nói là thôi cho con học thêm một thời gian nữa, có nghĩa là chưa có đủ năng lực, sư Minh Định nghĩ vậy. Nhưng mà cả nhà biết thì những cái người trẻ tuổi á, không phải là họ không có năng lực đâu, nhưng mà những cái người bậc chân tu bây giờ cũng thấy, các anh chị thấy, những cái người lớn tuổi chăng nữa nhưng mà không có cái tâm và không có cái lòng từ bi bác ái, và những cái sự mà giữ giới thì thật ra lớn hay nhỏ gì cũng không quan trọng lắm đâu cả nhà. Và rất là vui khi mà nếu đây là một sự thật và sư Minh Định về tiếp tục mà quản lý tu viện Minh Đạo cũng như là chủ trì tu viện Minh Đạo đó, thì con hứa với các anh chị mình dưới cái sự mà sự trao dồi kiến thức trong thời gian rất là dài của sư Minh Định và những cái tiếng tâm của sư Minh Đạo để lại cho tu viện Minh Đạo đó, thì có rất là nhiều Phật tử trong và ngoài nước sẽ đến quay quanh và rất là yêu mến các con cũng như là tu viện Minh Đạo. Thì cả nhà biết thì trong thời gian qua thì có một sự cố cũng có thể gọi là rất là nghiêm trọng đến với tu viện Minh Đạo, đó là Giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu đã viết đã đưa cái đơn. Có một người trong cái mà trong giáo hội đó viết cái lá đơn đi thưa đi kiện sư Minh Đạo là nói ngài á là chăm sóc trẻ em không có đủ điều kiện nè, và có thể là lợi dụng trẻ em để mà lợi dụng trẻ em đó, nói chung là trong quy là vậy. Nhưng mà cả nhà biết thì sư Minh Đạo một lòng một mực để mà thương các em, thì khi 19 tuổi á thì ngài đã nuôi 30 đứa trẻ đó, cả nhà thấy 19 tuổi thôi, một người mà đầy đủ phẩm hạnh và đầy đủ cái sự yêu thương các con, các những cái người mà khó khăn đó. Thì bây giờ sư Minh Đạo cũng viết đơn và gửi lên Giáo hội Phật giáo
xin từ bỏ, trả lại y bát và y áo, cũng như là xin ra khỏi giáo hội Phật giáo. Tại vì quá trời rồi, quá trời hiếp thầy, quá trời mà khi mà ngài bắt thầy đi lên giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu đó, mà để quỳ sám hối khi mà đã có những lời tán thán sư Minh Tuệ, thì cả nhà thấy thì rất là tội cho thầy. Và những cái hình ảnh của các con, những cái đứa trẻ mà ngây thơ, vô không có tội tình gì cả mà đã ôm thầy khóc khi mà quyết định mà giáo hội Phật giáo sẽ quản lý và tiếp nhận tu viện Minh Đạo đó, thì ngài thấy các con rất là đau xót. Khi mà những cái hình ảnh này á, thì có rất là nhiều người đã lên tiếng và chỉ trích rất là nặng. Khi mà cái ông Thiện Thuận đó, một cái người có thể gọi là một cái người mà thầy bóng mây đó, ông ta làm ra một cái viết ra một cái kinh sách có gọi là kinh bóng mây đó cả nhà. Nhưng mà ông ta làm ngược trái lại, trái với lời Phật dạy là phải từ bi hỷ xả, và đã dồn sư Minh Đạo vào con đường cùng. Và nếu sư Minh Định về tiếp quản tu viện Minh Đạo thì rất là hoan hỷ, rất là vui khi một người có đủ tài đủ đức và tiếp quản một cái con đường tiếp tục của sư Minh Tuệ, sư Minh Đạo, thì quá là vui luôn cả nhà. Bây giờ thì con chỉ mong rằng thì mọi việc sẽ tốt đẹp hơn cho các con, và tốt đẹp nhất cho sư Minh Đạo và sư Minh Tuệ. Nếu mà sư Minh Định này về nước và đã tiếp quản cũng như là tiếp đón một đoàn khách từ nước ngoài, những cái vị mà tu học ở nước ngoài đó về, mà để mà thì hy vọng rằng là sư Minh Đạo và giáo hội Phật giáo Bà Rịa Vũng Tàu sẽ chấp thuận để mà cho sư Minh Định lên giữ chức vụ của sư Minh Đạo hiện tại, đó là chủ trì tu viện Minh Đạo. Thì cuối video thì con xin chúc cô chú anh chị mình có một buổi sáng của ngày 5 tháng 10 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và an lành. Con xin chào và hẹn gặp lại.